Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với channel của mình và mình là Lộc Sutaki. Trong video ngày hôm nay, mình sẽ chơi tiếp Minecraft thời đại khủng long. Ở tập trước thì chúng ta đã có một chuyến phiêu lưu ở hang động nguyên thủy. Ta nói nó đã cái nư luôn các bạn à. Mang về được rất là nhiều loài ha. Từ khủng long bay nè, cho tới những em khủng long có hình dạng rất là đặc biệt. Như là cái em đất, em có cặp sừng chữ Y nè. Rồi khủng long ti to nhưng mà rất là hiền hòa ha. Ôi, hình như mình thức khuya quá nhiều rồi các bạn ơi. Oh my gosh. Đi ngủ mới được. Tính ra khoe cái giường của mình sau khi trồng thêm mấy cái cây ở cái hang nguyên thủy các bạn. Ôi trời, con nhện nó sợ, nó chạy dữ ghê. Mà công nhận trang trí một ít cây vô cái nhìn khu vực mình nó tươi tốt hơn hẳn á. Đã. Rồi, mặc dù giờ chỗ mình hơi ồn tại có tới tận hai anh long lận các bạn. Nhưng mà sao mình quen rồi. Ngày nào mà không nghe mấy ảnh gầm gừ là ngủ không ngon các bạn à. Rồi, và trong ngày hôm nay thì chắc là chúng ta sẽ không khám phá hang động nguyên thủy nữa, mà mình sẽ ở nhà và tập trung nghiên cứu về việc hồi sinh thêm khủng long các bạn ơi. Để coi mình cần có quyển sách về khủng long nè. Bây giờ mình sẽ hồi sinh tiếp những cái loài, chẳng hạn như là ở cái hang tiếp theo các bạn. Hôm trước là mình đã hồi sinh được cái hang thứ nhất rồi nè. Giờ tới hang thứ hai, mình sẽ tìm DNA của từng loài ha. Em này giống ếch vậy ta? Beelzebufor. Mình sẽ kiểm tra cái rương chứa DNA của mình cái đã. DNA của em sẽ có hình như vậy hả ta? Hình như mình chưa có các bạn ơi. Oh no. Mình sẽ cần Mesoid Fossil đúng không? Mesoid Fossil mình có nè. Ok, mình sẽ đi phân tích mấy cái hóa thạch này để chúng ta tìm DNA của cái loài ếch thời tiền sử này ha. thở cay. Ủa trời, được DNA của cái em chim cực kỳ đẹp nè. Ok đi chứ, cho vô luôn. Tiếp theo là Manchugasaurus. Antoptobella. Bị trùng nữa rồi. Có vẻ muốn tìm DNA. Ở đây nó không có để tỷ lệ hả các bạn. Nó là cũng hên xui lắm. Mình nghi một hồi là không có đủ luôn á. Nãy giờ sơ qua là không hề có nha. A few moments later. Úi, đây. Yes, có rồi. Ngồi than xíu thôi, cuối cùng cũng có các bạn ơi. Quá đã luôn. Rồi, có được đúng một cái DNA rồi ha. Nên là mình sẽ tranh thủ cho vô cái cultivator để cho nó biến thành trứng luôn đi ha. Ok, trên này thì cái trứng của cái loài có cái bộ lông cực kỳ đẹp cũng đã xong rồi. Mình sẽ đợi cho nó phân tích nốt mấy cái hóa thạch này luôn đi. Và tổng kết lại thì chúng ta bị trùng khá nhiều ha. Nhưng mà không có sao, mời mốt thì mình sẽ có nhiều DNA hơn để chúng ta hồi sinh thôi các bạn. Ammonite thì mình đã có tới tận 8 cái DNA rồi nè. Kinh khủng khiếp thiệt chứ. Mời mốt mà mình mà chịu khó làm cái hồ Ammonite chắc là được cái hồ chụp á lửa đó các bạn ơi. Mình sẽ đợi cho DNA của Beelzebufor biến thành trứng á. Rồi sau đó chúng ta sẽ ra cái hồ để thả em này ra luôn. Tại vì em này là cái trứng dạng ấp ở trên mặt nước á các bạn. Ok, và mình sẽ vô cái khu vườn này. Bây giờ đã có thêm được mấy cái cây thời nguyên thủy nè. Môi trường giống ở cái hang nguyên thủy hơn rồi đó nha. Rồi, đặt cái trứng này xuống. Không biết là Ammonite có ăn không không nhờ. Mình sợ Ammonite ăn trứng quá à. Úi, trời, mới đặt xuống nở luôn rồi các bạn ơi. Nhanh nhờ. Trời, bây giờ em là nòng nọc nè. Giờ nhìn như con nòng nọc nhá. Ok, còn cái em chim này mình sẽ đặt kế bên ha. Đặt đây. Úi, nở luôn rồi. Nhanh nha mày vậy. Ok. Nhưng mà cái em này thì vẫn chưa lớn các bạn ơi. Phải đợi cho em lớn á thì chúng ta sẽ thấy được hình dạng của em á. Đúng kiểu là như con ếch luôn á. Rồi, xong được một loài trong danh sách mình cần hồi sinh ngày hôm nay rồi. Tiếp theo sẽ là Brachiosaurus. Loài khủng long này thì hình như mình cũng có DNA thì phải. Nên là chúng ta tranh thủ vô tìm coi nào. Bạn nào có nhu cầu mua app Roblox, Lovefruit cũng như là Unit Toilet thì nhớ ghé qua shop của Lập nha. Link shop ở dưới phần bình luận video á. DNA của em sẽ có hình dạng cao cao đây. Chúng ta có tới tận 4 DNA là các bạn. Thế nên là mình sẽ trích ra hai cái ha. Rồi, mình sẽ up hai em một lượt luôn. Để em có đôi có cặp sau khi mà được hồi sinh ha. Dạ, háo hức nha. Trong lúc chờ đợi mình sẽ nghiên cứu thêm về loại tiếp theo. Đó chính là Cotylonychus.
Em này thì có vẻ tướng khá là lực điền đây. Và mình có DNA của em đó chứ. Có vẻ là không rồi các bạn ơi. DNA của loài này, ủa màu xanh hả? Từ từ. Màu xanh, mình cũng không có luôn. Ui, cái DNA của em này cực kỳ hiếm luôn các bạn ơi. Mình phải có được cái thịt của em này thì chúng ta mới sở hữu được DNA nha. What the hell? Rồi luôn rồi. Vì là đây là một loài cực kỳ khó tìm rồi các bạn à. Vậy thì mình sẽ bù lại bằng một loài khác đi. À, mình thấy ở đây có hình như có DNA của Scalman Nancy. Tên lạ vậy. Không biết hình dạng em này ra sao ha. Chúng ta sẽ thử hồi sinh em coi. Và cái trứng của Brachiosaurus cũng đã ấp xong rồi các bạn. Trời ơi, to lắm luôn á. Chà bá lửa luôn. Brachiosaurus thì... Ui, cái khu vườn này mình thấy đông lắm rồi các bạn ơi. Mình mà thả vô đây nữa không biết có ổn không nữa. Thôi, tạm thời mình sẽ ấp hai trứng này ở ngoài đi á. Chổng chật lắm rồi. Mình phải làm một cái nơi ở mới mới được á. Rồi. Và chúng ta sẽ đợi cho trứng Brachiosaurus nở ra thôi. Có vẻ trứng bên đây nở mau hơn các bạn ơi. Ui nè 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 nè. Em nở ra rồi. Brachiosaurus cũng thấy cưng lắm các bạn ơi. Coi cái cổ em dài chứ kìa. Uầy. Tiếng kêu của em cũng rất là trầm ấm nha. Đó, quá là trầm luôn á chứ. Hiện giờ thì em chưa lớn nên là cũng không biết kích thước thiệt em ra sao. Tại vì có một số loài khủng long khi mà lớn thì sẽ tăng trưởng kích thước rất là vượt trội các bạn ạ. Và mình đoán là em này sẽ bự đó chứ không có nhỏ cỡ này đâu. Khi mà bự có thể là cao như cái cây đó không chừng ấy. Thành thử ra là... chắc tạm thời mình sẽ đưa em vô trong này ha. Để mình tranh thủ mình xây một cái nơi ở mới các bạn. Để mai mốt những loài khủng long mà to lớn á sẽ có nơi ở riêng ha. Chứ bự cho bá lửa mà ở trong cái khu vườn nhỏ vậy thì cũng hơi thiệt thòi cho mấy em. Rồi em trọng đi, anh đi xây nơi ở mới. Và mình dự tính là sẽ làm ở bên này nè các bạn. Mình mở đường sẵn rồi. Mà chưa có xây thôi. Nên là ok, giờ thì chúng ta sẽ làm một khu vườn to to phía bên này ha. Để cho mấy em khủng long to bự trong tương lai còn có nơi ở nữa. Lúc đầu á, mình tính xây kiểu nó bé bé thôi các bạn. Đó là cái hình tròn cũ á. Nhưng mà mình nghĩ thôi lỡ xây rồi, xây cái chỗ nó bự hẳn luôn đi. Thế nên là mình quyết định mình làm cái hình tròn nó to hơn á. Rồi, và cái cổng á thì mình sẽ đặt ở hướng bên kia. Ê, nhưng mà trời tối rồi, chắc mình phải làm giấc trước rồi đã. Rồi, ok, mình sẽ bắt đầu đặt cái cửa ha. Ơi, đi đâu đây? Đi chỗ khác liền. Cái con này, nó tính ăn tăng gia sớm hay gì ta? Rồi, không biết cái cửa này thì chúng ta sẽ đặt à... khá đẹp các bạn à. Mỗi chỗ của khủng long mình sẽ dùng một cái cửa khác nhau đi ha. Để chúng ta dễ dàng phân biệt hơn. Đấy. Rồi, vẫn xây lên như thường lệ ha. Cái này mình sẽ cho nó lên cao một tí. Vì nó là số chẵn á. Nên là mình cũng sẽ xây cái cổng số chẵn luôn. Vậy là xong. Bước tiếp theo là ở những cái góc như vậy. Mình sẽ cho thêm mấy cái cột ha. Ui da, cái cột này nó đụng vô cái chỗ ở của mình luôn rồi. Nhưng mà không sao hết. Đầu tư cho mấy em nó luôn. Cái gì đây anh Long? Long đói hả vậy? Anh Long đói thì tôi cho anh ăn. Nãy giờ cầm thịt mà mình quên đút anh Long. Ây da. Gãy xương. Trời ơi. Mới đi chuẩn bị đút anh ăn thôi mà anh cắn tôi gãy xương rồi. Chắc tôi bỏ đói anh tiếp quá. Ui da. Gãy thêm khúc xương nữa rồi các bạn ơi. Thôi. Dạ yếu rồi. Xương cốt đã yếu rồi. Còn bị cắn cái này nữa. Mắc mệt với mấy anh luôn á. Ok, bay ra các bạn ơi. Bay ra ngoài này ha. Rồi, chúng ta sẽ tiếp tục xây dựng cho hoàn thành nốt cái nơi ở của Brachiosaurus trong tương lai đi. Kệ mấy anh, giận lẫy thiệt sự luôn á. Và mình thấy ở bên cái chỗ hang động nguyên thủy có những khối này nè các bạn. Nó phát sáng rất là đẹp luôn. Thành thứ ra là mình sẽ quyết định dùng nó để lắp vào những cái cột của khu vực này ha. Uầy. Trời ơi, nhìn chỗ này nó chói ló thiệt sự các bạn ạ. Năng ơi, cái này là chỗ khủng long hay là chỗ bay lắc gì trời? Thôi kệ. Thử một lần cho lớn coi mấy em khủng long có chồng trội không á. Cái cổng hả? Hai cục luôn cho máu các bạn. Rồi.
Trời đất ơi, coi cái chỗ này nó lè lẹt thiệt sự. Chắc là mình có thể đưa em Brachiosaurus vô trong được rồi đó các bạn. Tạm ổn ha. Không biết mẹ em lớn chưa nữa. Mình bay qua mình coi thử coi. Đâu rồi ta? Ui, Brachiosaurus vẫn chưa lớn các bạn ơi. Em còn chút ép à. Ok, vậy thì tốt. Mình sẽ ẵm hai ẻm bỏ vô cái thùng ha. Rồi mang qua bên kia. Từ từ, bên kia cũng sẽ đông đúc giống như bên này thôi. Nên các bạn cứ yên tâm nha. Rồi, thu hồi mấy em lại và... Ủa kìa. Ủa cái trứng gì đấy. Ồ. À không. Cái em ở thời tiền sử đã bự rồi nè các bạn. Trời ơi. Em này mà làm á. Ếch xào mướp. Ếch chiên giòn. Lẩu ếch. Quên. Không đụng 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 bạn mới. Ủa sao tự nhiên giờ đầu óc mình toàn là đồ ăn thức uống không ta. Nhưng mà em này múp rụp các bạn ơi, coi kìa, cái đùi em bự lắm. Ê cưng á, trời to thiệt chứ. Em ít á mà bự, thằng ơi bằng phân nửa em khủng long mất tiêu rồi. Đúng là ít từ tiền sử có khác. Ok, giờ thì mình sẽ bay qua bên kia để cho Brachiosaurus còn tranh thủ ngủ nữa. Trời tối mất tiêu rồi. Rồi, đáp xuống nha, đáp xuống nha. Ui dồi ôi, nó chói loa quá các bạn ơi. Rồi, thả hai nhóc này ra. Ok. Một xíu nữa chắc mình cũng phải trang trí thêm á. Chứ chỗ này hiện tại nó đang trống quá các bạn. Thêm cây cối rồi, một ít cỏ dưới cho nó thiên nhiên hơn á. Rồi, tạm thời là vậy. Đi vô trong thôi. Và sau đó đợi cho mấy em lớn lên. Ui da, lòng lại la làng nữa rồi. Canh kia cũng vậy nữa. Chuyện như cơm bữa các bạn ơi. Và sau khi mình trồng thêm ít cây các thứ vô thì chỗ này nó đã xanh tốt hơn rồi. Ui trời, có cái em Brachiosaurus kia đang tắm cái hồ mà mình làm kìa. À có vẻ là em cũng khá là thích ha. Nhưng mà bây giờ em còn nhỏ nên là mình làm hồ nhỏ thôi. Ít hôm em bự thì mình sẽ làm cái hồ to tương ứng sao ha. Giờ thì chắc trong lúc chờ đợi em lớn lên đó các bạn, mình sẽ đi khám phá tiếp đi nhờ. Hôm bữa tới giờ á, mình làm ra được cái máy kiểu như là chuyên để ấp những cái nhau thai của sinh vật thời tiền sử các bạn nè, mà mình chưa có dùng lần nào hết, nên là hôm nay mình đang tính trở lại cái dụng băng, tại vì chỗ đó sẽ có rất là nhiều cái frozen fossil á, mình sẽ lấy cái đó về và phân tích ha. Hy vọng là chúng ta sẽ tìm được nhiều cái DNA mới. Và chuyến đi này thì mình sẽ cưỡi khủng long bay ha, thay vì là cưỡi em Triceratops hay là Diploceratops như bình thường. Em này thì khá là tiện, mình sẽ có thể băng qua được rất là nhiều địa hình luôn các bạn ạ. Thoải mái luôn á. Quên chỗ này là hình như lúc trước mình cũng hay gặp anh Long á các bạn ơi. Đúng rồi. Mình sẽ địa coi có gặp anh Long nào khác không. Chị Long chứ lộn, chị Long. Kiếm thêm chị Long cho anh Long ở nhà mới được. À quên ta, gần nó ở mình nó có cái thuyền mà bữa giờ mình không có qua mình khám phá các bạn ơi. Mình sẽ ghé qua thử coi. Ủa có khi nào cái thuyền này cũng là thuyền đi săn hóa thạch khủng long không ta? Nghi lắm. Ê, ui cướp biển. Đây là thuyền cướp biển chứ không phải là thuyền của những người đi săn khủng long đâu. Ui. Mình tìm một cái góc an toàn cho em khủng long mình trước rồi đó. Ok. Rồi, lại đây, tên cướp biển kìa. Nhìn mặt giang hồ vậy. Rồi bắn pháo bông nữa. Ghê chưa. Cẩn thận. Này thì bắn pháo bông á. Bắn pháo bông hả. Đỡ liền. Đập spawner luôn. Vô chắc. Wow cái thuyền này to lắm các bạn ơi. Ê mình có nên chiếm đóng cái thuyền này làm căn cứ của mình luôn không. Ồ. Chưa. Muốn chiếm đóng cái thuyền này trước tiên, mình cần phải hạ hết bọn chúng cái đó. À tiếc quá mình không có dắt theo khủng long các bạn. Tầm này để mấy em khủng long ra thì mấy cái thanh niên này xác định luôn á. Thôi không sao, tập chiến đấu mà ha, không lệ thuộc vào khủng long đi. Chứ nhờ cậy mấy em hoài. Ui, kim cương. Wow, được vậy. Này thì spawner nè, đập luôn. Còn không? Hình như tầng trên đã clear rồi đó các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ tìm đường đi xuống tầng dưới ha. Đây, lối đi xuống đây. Trời. Thanh niên này cầm hột quẹt để đốt mình. Chơi gì mà kỳ cục vậy. Chơi mà đi đốt người khác. Còn tên nào nữa. Ủa sao mình nghe tiếng nhân lại.
Mấy cái thanh niên đó bắt nhốt dân làng các bạn ơi. Ai à, liều đấy. Mình giải cứu dân làng á, để mà mốt mấy bác ấy làm thuyền viên trên thuyền của mình. Hợp lý ấy chứ. Rồi rồi, chỗ này thì như là phòng ngủ á các bạn. Mình sẽ đi kiểm tra kỹ xíu coi. Giấu thêm một ít đồ ở trong này nữa nè. Hết rồi. Hoặc cái thuyền này bự phết, mới mốt mình mà cải trang lại á, cải tiến lại thì chắc làm một cái khu vực nghiên cứu khác của mình cũng ok đấy. Ờ, kiểu như nghiên cứu ở nghiên cứu trên biển. Hợp lý. Ồ, còn tầng dưới nữa hả? What? Bọn chúng quá đông luôn các bạn ơi. Mình đánh từ trên xuống tới dưới này luôn rồi mà vẫn chưa hết nè. Ồ. Ơi, còn tiến một chút. Nè nè nè. Ai ai cầm rìu hả? Lại đây. Rìu gỗ mà gặp kiếm hay kim cương dài thoàn loàn này là xác định rồi cô. À, chắc đây là cái chỗ cuối cùng rồi đó các bạn. Chỗ sâu nhất của cái con tàu này. Có cá thôi. Kiểu như chỗ lưu trữ thức ăn á. Hết rồi. Mình thấy khá là hài lòng với cái con thuyền này á nha. Ôi, con Sabona. Một ít đồ lạc vặt khác nữa. À, kim cương. Yeah, tổng cộng mình tìm được 8 viên kim cương ở trên cái con thuyền này rồi. Không quá nhiều ha, nhưng mà cũng có thêm kim cương cho mình mang về. Yeah. Chờ mà đốt hoài luôn á. Xong. Chính thức clear. Vậy là chiếc thuyền này bây giờ sẽ là của mình. Hả? Ôi, đây là phòng của thuyền trưởng. Hình như tên này là tên thuyền trưởng hay sao nè. Bắn pháo bông. Bắn pháo bông mà. Tự bắn tự hẹo luôn các bạn. Gậy ông đập lưng ông nha cu. Ô ô ô còn... Ê, hình như tên này mới là tên thuyền trưởng đó các bạn ơi. Mình thấy hắn có con vẹt. Ui no. Mình đánh hắn nhưng mà trúng vẹt rồi. Con vẹt đâu có tội đâu. Mình lại vô tình sát sanh rồi. Ok, và thử coi. À, phòng thuyền trưởng có đồ kim cương nha. Được ấy chứ. Mình xin luôn. Ôi, vô tình chiếm được con thuyền ngon quá các bạn ơi. Quá đã luôn. Đặt ở đây một cái xô nước đi. Rồi, từ ra về sau đây chính là cái lối để chúng ta đi xuống căn phòng của thuyền trưởng á. Bây giờ trời cũng tối rồi. Chắc là mình sẽ chợp mắt một cái. Rồi sáng dậy, mình sẽ cưỡi em khủng long và tiếp tục lên đường thôi các bạn. Tính ra mơi mốt... Ôi, ôi, còn sao bên đó. Tính ra mơi mốt mình tự nhiên có cái khu vực này á. Cái vô tình được ra đây ngắm biển luôn á. Trời ơi, quá đã luôn á chứ. Rồi mà lại gần nhà mình á. Một công đôi chuyện luôn. Ừ, hướng này mình đi chưa ta? À không, hình như hướng này mình đi rồi các bạn. Lần trước đi đánh bọn cướp ở trên núi đó kia kìa. Mình vô tình gặp được một ngôi làng sống cạnh biển các bạn ơi. Hợp lý vậy ta. Ngôi làng này thì... Ê, có mộng ngọt nè, cái này đem về được á. Mấy tảo bẹ, có chuông làng nữa nè. Ờ, và thứ mà mình để ý nhất của làng đó chính là cái chuông, cái tháp chuông ở phía tít ở trên đó các bạn. Nhìn nó giống như là cái ngọn hải đăng vậy đó. Ờ, và không biết cái làng này có gì giá trị khác hay không ha. Mình mượn ấy, cái gài mình là một lãng khách cưỡi khủng long cũng hơi nghèo nghèo xíu nên là mấy bác giúp được giúp nghe mấy bác ấy. Ủa? Ui, cái này là đèn ếch chứ không phải là đèn ủa, bằng vàng hả? Quỷ. À, mình tưởng bỡ rồi. Trời, cái bác này nhìn cái gì? Bác nhìn tôi là tôi ẩm bác, tôi dục xuống dưới cho bác đi tắm luôn đó nha. Tôi quê dễ rồi đó. Ok, chắc mình sẽ nhảy xuống dưới. Ẩm. Rồi, sau đó mình sẽ qua dùng băng nha. Kế bên luôn các bạn ơi. Hợp lý thiệt sự. Rồi, thám hiểm thử. Để xem hôm nay chúng ta có may mắn và tìm được chỗ của ma mút thì không. Hoặc là chỗ hổ găng kiếm cũng được. Tại vì lần trước là mình hồi sinh hổ găng kiếm bằng cách là cấy nhau thai vô người mèo các bạn. Nên là cái làn da của em ấy, làn lông á, không có giống như là bản gốc ấy. Ừ, mình thì đang muốn hồi sinh bản gốc cơ. Thêm một ngôi làng nữa. Sao bữa nay mình gặp nhiều làng dữ ta? Có điềm hay sao tôi? Mình sẽ ghé thử làng coi làng có bác thủ thư được không. Ủa, mình cũng đang muốn tìm một vài bác thủ thư bán sách ngon ngon một xíu.
Chẳng hạn như là sách sửa chữa mình ép vô giáp để đỡ phải sửa bằng kim cương các bạn ơi. Hào quá, bởi giờ sửa giáp hết mấy viên kim cương rồi. Có vẻ là làng này không có thủ thư. Liệu rằng có bác thủ thư không? Ui, đằng kia có chỗ tảng băng thời tiền sử các bạn ơi. Quay, mình sẽ lập tức gửi em khủng long bay qua bên đó liền. Có khi nào đây sẽ là chỗ của hổ răng kiếm chăng? Đúng không? Mình sẽ đáp xuống để chúng ta coi tên á. Thường thì chỗ này sẽ hiện tên luôn các bạn. Đây là chỗ Mammoth. Frozen Mammoth kìa các bạn ơi. Uầy, bữa nay mình cũng gặp chỗ của voi Mammoth kìa. Cô em to chưa kìa các bạn. Cặp sừng kìa. Cặp ngà chứ. Wow, đã vậy. Chưa, từ mình sẽ tìm cách để chúng ta đi vô trong ha. Dạ, chỗ đập răng cái. Nè. Ồ, to lắm các bạn ơi. Mấy em này á thì hình như á đã bị đóng băng rồi các bạn à. Và chắc chắn rồi không còn thể sống sót và di chuyển như bình thường được á. Mặc dù em vẫn còn thanh máu ha. Đó là điều mình khá là đáng tiếc luôn. Hay nhưng mà làm sao? Hôm nay mình gặp được em thì giúp mình có thêm động lực hơn các bạn. Để một xíu nữa mình sẽ ráng kiếm thêm hóa thạch nè. Rồi mình sẽ hồi sinh ẻm á. Trời ơi, tội nghiệp không bị đóng trong một cái tảng băng các bạn ơi. Chắc là ẻm lạnh lẽo lắm á các bạn. Ê, mình cần phải lấy lại oxy cái đó. Chúng ta sẽ ngắm bản gốc trước á. Nè. Wow, đặc trưng luôn các bạn ơi. Cặp ngà đặc trưng luôn á. To dài mà cong vút ngược lại luôn cơ. Wow, đã thiệt. Rồi, ngắm voi Mammoth tới đó được rồi các bạn. Giờ thì chúng ta sẽ ra ngoài và đi đào hóa thạch thôi. Ở đây thì mình nghĩ sẽ có rất là nhiều hóa thạch đóng băng đây. Nhưng mà phải nhìn kỹ xíu, không thôi là không có phát hiện đâu. Đây nè. Đó. Nó giống như là tâm xẹt tâm luôn á các bạn. Không để ý kỹ là không có thấy đâu á. Đây nữa nè. Hy vọng là hết chỗ này chúng ta sẽ đào được tầm 20 mấy cái hóa thạch ha. Càng nhiều càng tốt. Mình chỉ mới tìm được đâu đó cỡ 12 cái hóa thạch các bạn ơi. Khá ít so với chỗ thông thường. Ở đây còn một cái. Mình sẽ thử tìm thêm ở dưới này nữa. Nhiều khi dưới này cũng còn nhiều lắm á các bạn. Vét vét coi. Được bao nhiêu đỡ bấy nhiêu các bạn ơi. Chắc là hết rồi đó các bạn. Ok, ngắm vào Mammoth cái nữa ha. Sau đó thì chúng ta sẽ đi về và có gì tiến hành phân tích hóa thạch. Mong là chúng ta sẽ tìm được DNA của Mammoth luôn thì càng tốt, để chúng ta có thể hồi sinh ẻm để tiếp tục duy trì giống loài Mammoth cực kỳ đẹp đó ha. Ui, nhưng mà bão tuyết nặng quá các bạn ơi. Thấu điện muốn hỏng thấy đường luôn á. Ôi, nhưng mà bên đây có cái nhà gì trông dễ thương vậy. Trồng cây trên nóc nhà luôn kìa. Đã vậy. Ghé qua coi thử coi. Nhà của dân làng. Có bác thủ thư luôn nè. Peter, bác này bác là Peter nhưng mà không có Parker ha. Bán sách hiệu suất à. Phải chi đó là sách sửa chữa thì ngon biết mấy. Ngoài ra thì còn bác nào bán sách không ta. Anh Thành ơi, có cái giường mà 4 năm bác dành nhau ngủ. Ngủ chưa? Bác này muốn leo lên ngủ hay gì? Không ngủ là bác khác dành đó nha. Không, mình dành luôn. Mình dành luôn các bạn. Hai bác kia lại dành kìa. Kệ cho mấy bác ấy thức khuya luôn. Rồi, trong làng thì còn gì khác không? Sách vở các thứ. Wow, cái làng này chill phết các bạn ơi. Wow, ngồi đây ngắm cảnh thì hết sảy luôn á chứ. Được quá nha. Thôi, ngôi làng thì cơ bản cũng chỉ có vậy ha. Quậy làng xíu rồi đi tiếp thôi các bạn ơi. Ủa, mà giờ mới đi. Ở đây nó có cái tòa tháp gì nè. What? Ê, bắn cái gì? Lỡ trúng em khủng long tôi sao? Thích bắn không? Úi dồi ôi. Hên quá, không sao các bạn ơi. Trong này là... lại là một tòa tháp à. Có đầy đủ đồ quá chứ. Nè. Úi. Lúc đầu mà gặp chỗ này là... Trời ơi, làm căn cứ là tuyệt vời luôn á các bạn. Chắc
chỗ này là dành cho những người khởi đầu á. Chưa có nơi ở thì chui vô đây ở tạm ha. Còn mình thì có rồi. Không chỉ có nơi ở đâu mà còn có rất nhiều khủng long nữa. Nên mình sẽ không ở đây đâu. Đi tiếp thôi. Hồ dầu, hồ dầu. Yeah. Cuối cùng cũng gặp lại con quái vật ở cái khu mỏ dầu rồi các bạn. Lại đây. Úi xa. Bữa nay mình đã khác rồi nha. Mình ở một cái cương vị khác rồi. Úi trời trời trời. Nó đánh cũng đau phết các bạn ơi. Phải thủ khiên sẵn mới được. Có gì căng quá là ha. Còn có khiên đỡ. Rồi. Lần này nó sẽ cho mình được 4 cái ta fossil. Chắc là sắp tới mình phải kiếm cái dòng nhạc đó. Mình ghép vào mới được. Để kiếm mình săn những cái con đó. Nó sẽ rơi ra nhiều cái ta fossil hơn ha. Thôi không sao. Có thêm 4 cái là cũng quý rồi. Về có cái mà phân tích thêm các bạn ơi. Ui. Nhà của ai ta? Ở vùng băng này tính ra cũng còn nhiều thứ. Ê, nhà của cướp nhân làng. Ôi dồi, đổ mấy người bắn chúng ta đó. Liêu liêu, bắn chúng hộn cái. Mình với em khủng long đang khịa bọn chúng nè các bạn. Rồi, đáp vô căn cứ bọn chúng nha. Bọn chúng không biết đâu. Ê, bọn chúng biết rồi. Vô đây. Vô đây. À, quay. Múa lửa hả? Múa ba lê hả? Ôi trời trời, cái nhà đâu mà hở tam quát không vậy? Rồi bọn chúng nấu gì đây? Ôi chúc may mắn. Ok, ta sẽ là người may mắn. Còn mấy người làm người xui xẻo liền. Ôi, đồng á. Được thôi, một mình sẽ cần hết luôn. Ôi bọn chúng bắt nhốt Alay kìa các bạn ơi. Thả bé Alay ra. Dám bắt nhốt Alay vô tội. Các người phải trả giá. Tiếc thì chứ chuyến đi này mình không dắt theo khủng long chứ. Không thôi là bọn này tới số với mình với mấy em khủng long rồi. Chứ sao mình phải nhớ dắt theo khủng long mới được các bạn. Trong này có thêm táo vàng các thứ đâu nè. Cũng được. Trên ghế còn dấu gì không? Mình thấy cái nhà này cao lắm. Còn rương nữa. Toàn là chứa lặt vặt thôi các bạn ơi. Có cái sừng dê nè, suy ngẫm. Lượm luôn. Tịch thu đồ của bọn chúng các bạn. Có cái bánh kem ăn luôn ha, cho bọn chúng nhịn đói. Rồi. Hơi tiếc là chuyến này mình không có tìm thêm được quá là nhiều hóa thạch bị đóng băng các bạn ạ. Hiện tại thì chỉ có 14 thôi. Nhưng mà mình vẫn sẽ đưa nó vô mấy cái máy phân tích này ha. Biết đâu bất ngờ chỉ với 14 cái thôi mà mình sẽ tìm được rất là nhiều những cái DNA mà mình cần thì sao. Ok, mình mong đó là DNA của Mammoth. Nhiều không phải rồi. Bên này Mammoth. Ui, ra DNA của Mammoth thiệt nè các bạn ơi. What? Đây rồi. Quá đã luôn. Mình còn flash không? Đây, kiếm thêm flash để vô các bạn ơi. Để còn phân tích nữa. Tiếp theo. Hổ răng kiếm luôn. Yeah. Nào. Cho mình DNA của Mammoth tiếp đi. Mình cần hai cái DNA để chúng ta tạo ra một cặp Mammoth ha. Đã bị trùng hoài vậy. Oh man. Hết hên rồi các bạn ơi. Thử với hai cái cuối cùng này coi. Không có rồi. Ây da. Thôi kệ không sao các bạn ơi. Mình cũng có được DNA của Mammoth rồi. Thế nên là bây giờ mình sẽ đưa Organic Oz vô trong này. Đưa DNA của Mammoth vô. Để bắt đầu biến thành nhau thai của Mammoth ha. Tương tự với DNA của hổ răng kiếm luôn. Ê, quên nữa. Trên này có cái trứng của loài Scalmenantia. Loài này mình chưa có cho up nè các bạn. Tí nữa thì quên. Mình sẽ đi up. Ok, mình sẽ up ở trong chỗ của Brachiosaurus đi ha. Cái này ở lẹ lẹt nhất khu vực hiện tại. Rồi, không biết mấy em lớn chưa? Brachiosaurus vẫn chưa lớn các bạn ơi. Hèn không biết khi nào mấy em mới lớn nữa. Háo hức quá. Rồi, up cái trứng này. Ui. Brachiosaurus lớn rồi. Mình nói gan không các bạn? Em lớn lên là em cao hơn cái cây rồi. Mày đó ơi, mình cưỡi được không? Ôi trời. Em đi là động đất nha. Động đất à. Ôi trời. Ê, bình tĩnh. Thôi. Em đá mình một cái chắc mình dịp lép luôn quá. Rồi mình sẽ đợi cho cái trứng này coi nó có nở ra liền không ha các bạn. Ui, nở rồi. À, đây là loài cá à.
À, em này là một giống loài cá thời tiền sử hết các bạn. À, ra là vậy, ok. Mình cứ tưởng đó là một loài gì đặc biệt khác chứ. Ui. Ôi trời, Brachiosaurus. Phá mấy cái cây kìa các bạn ơi. Yêu. Em bự quá nên là em cũng quậy lắm nha. Anh thần ơi, ý là mình xây chỗ này khá cao đó. Mà thôi kệ em đi. Để em đó đi các bạn. Một xíu mình sẽ bắt đầu đưa thêm hai cái em mới nữa vô trong chỗ đó ha. Ê ê, coi chừng dẫn em khủng long bay qua bên đây cái. Không thôi cái em kia bập em á, tí nữa thì toan rồi. Rồi chúng ta đã có được hai cái nhau thai rồi ha. Dạ lần lượt là hổ răng kiếm và mammoth. Mình sẽ đưa nhau thai của mammoth vô trước đi. Rồi sau khi đưa vào thì ủa sẽ mất bao lâu để tiến hành quá trình biến từ nhau thai trở thành em mammoth ta? Oh, ủa cái này mình phải đọc sách thêm á các bạn ơi, cái này mới lạ nha. Ui đây rồi. Ủa em mình lớn lên cái là bể luôn cái máy các bạn ơi. Ủa yes, cuối cùng mình cũng đã hồi sinh lại được giống loài voi mammoth quý hiếm rồi các bạn ơi. À, bây giờ hiện tại em còn đang rất là nhỏ các bạn ơi, mà còn bị mất máu nữa do hồi nãy nằm trong cái kẹt này nè. Trời em sợ. Thôi đừng có sợ nha. Anh sẽ dẫn cưng tới khu vực rộng lớn hơn, không có bị mắc kẹt giống như nãy nữa. Mở cửa ra. Rồi đi vô nơi mới cưng ơi. Thằng ơi, Brachiosaurus quậy ghê thiệt chứ. Chỗ này hư hết trơn rồi. Ta trồng tre. Cái gì? Con xương này đâu lạc trôi vô đây vậy? Rồi nhóm mammoth ở đây từ từ dưỡng thương nha. Mình sẽ rút kinh nghiệm các bạn ơi. Mình sẽ tí nữa mình hồi sinh hổ răng kiếm phiên bản gốc luôn á. Mình sẽ đặt cái máy ấp nhau thai ở một chỗ thoáng hơn một tẹo ha. Nhưng mà hổ răng kiếm cũng sẽ cắn mình á, mình biết điều đó nhưng mà thôi mình chấp nhận luôn. Đặt cái máy ấp mới này ở trên lầu. Rồi và tiếp tục chờ đợi các bạn ơi. Nhưng mà hình như mình nhớ hổ răng kiếm còn nhỏ không có cắn mình các bạn ơi. Chỉ khi nào lớn mới thèm thịt mình thôi. Nên là cũng không tới nổi nào đâu. Đây rồi, hổ răng kiếm màu trắng đã xuất hiện rồi các bạn ơi. Ui trông cũng cute ha. Ok và mình sẽ cho ẻm ra ở chung với hổ răng kiếm do mình lai tạo đây. Từ từ cẩn thận. Đâu. Ủa con xương này bắn mình chứ không phải hổ răng kiếm cắn mình. Con này láo gì ta, vừa tội lắm. Rồi tạm thời nhờ hai em này nuôi nấng hổ răng kiếm nha. Xin lỗi vì mình chưa thể cho mấy em này một nơi ở đàng hoàng được các bạn ạ. Nhưng mà chắc chắn là sẽ trong thời gian sớm thôi. Các em gắn lên nha. Thương quá. Hiện tại thì còn hổ găng kiếm là chưa có nơi ở đàng hoàng. Em này cũng vậy. Nên là sắp tới mình phải gán cho mấy em một cái nơi ở nó ok hơn á các bạn. Rồi và hôm nay tính ra là mình cũng khá là thành công á các bạn ạ. Vì mình đã thực hiện được cái mục tiêu, đó chính là hồi sinh lại voi mammoth cực kỳ quý hiếm ha. Và bây giờ thì em đang chung sống với Brachiosaurus, một loài khủng long rất là to lớn nhưng cũng thân thiện lắm các bạn ạ. Không có tấn công mình. Đó, chỉ lâu lâu đi cho mình động đất chơi vậy đó. Em này thì hiện tại đang chưa có hồi phục máu thêm á. Sắp tới mình phải tìm cái thức ăn yêu thích để cho em ăn rồi hồi máu cho nhanh hơn á các bạn. Chứ như vậy thì lâu lắm mới hồi phục á. Nãy lỗi mình không có chủ động dời em ra chỗ thoáng hơn. Ừ, nhưng mà trời ơi, mammoth nhanh lắm các bạn ơi. Lâu lâu em chạy kìa, thấy cưng quá. Rồi và hy vọng rằng những ngày kế tiếp chúng ta sẽ còn hồi sinh được nhiều loài khủng long hơn nữa ha. Và cũng cảm ơn các bạn đã xem hết video này của mình. Hẹn gặp lại các bạn vào những ngày kế tiếp trong hành trình thời đại khủng long. Và bạn nào có nhu cầu mua Roblox, Lovefruit cũng như là New Leaf Toilet thì nhớ ghé qua shop của Lập nha. Lên shop ở dưới phần bình luận. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Bye bye.